Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube bán hàng cho bếp nhục của em. Thì hôm nay em mới lên một video. Video ngày hôm nay là mã A ha, video của đầu năm. Thì trước khi vô video em cũng giới thiệu sơ qua hình thức ship. Đó là ai chuyển khoản em sẽ bao ship, và ai ở trong nội thành Sài Gòn tức là em hỗ trợ phí ship cho mọi người đó là 10.000, và ngoại thành tức là 20.000 đó với hình thức ship code ha. Và tất cả mọi mặt hàng của em là chưa bao gồm phí ship ha. Bây giờ em sẽ vô giới thiệu mã đầu tiên là mã A. A1, đây là một con Santoku thép 3 lớp. Con này thì bay logo rồi nha mọi người. Đây là khẩu đúc nha mọi người. Thép 3 lớp, con này không rỉ luôn nha. Lưỡi 15.5, bản rộng 3.9 và độ dày con này chỉ có 1.5 ly thôi. Và mã đầu tiên bán giá 300.000. Mã số 2, đây là một con Santoku luôn. Và con này cũng là thép 3 lớp. Lỗi thì con này em thấy hơi rỉ nha. Và nó có hãng của nó, con này còn hãng này, hãng Line. Mọi người xem nha. Con này thì hai chốt, cán thì là cán full tan, cán nó hình quả trứng đó mọi người. Lưỡi à, em đưa là hình thức cho nó mọi người xem nha. Lưỡi 17, bản rộng 4.5 và độ dày con này chỉ có 1 ly thôi nha, rất là bén và mỏng. Và mã số 2 này em cũng bán giá 300. Mã số 3, đây cũng là một con Santoku và con này của hãng Hiromoto nha mọi người. Hiromoto chứ. Nó hai cái hãng này em hay lộn lắm. Hiromoto và Himotoro. Đó. Nếu em có đọc lộn gì cho em xin lỗi ha mọi người. Đây, nó có khắc hình ông thợ rèn đang rèn luôn nha mọi người. Đây cái lỗi của nó, vân lỗi của nó rất là đẹp nha mọi người. Cán này là ốp full tan, hai chốt và inox. Nó có cái khía dưới đây nữa mọi người, đây mình cầm á. Lưỡi 17, bản rộng 4.5 và độ dày con này là 2 ly nha mọi người. Và mỏng dày trên mũi là cũng còn 1 ly nha. Lỗi lên tới sóng luôn nha mọi người, nhìn nè. Và mã số 3 này em bán giá 480.000 nha. Con này hình thức còn đẹp nha mọi người. Mã số 4, đây là một con Giotto và con này là thép 3 lớp, lỗi là lỗi không rỉ nha mọi người, lỗi không rỉ. Thông thường lỗi không rỉ thì là lỗi VG thôi. Chữ nó nha mọi người. Con này hình thức đẹp lắm mọi người. Ốp full tan luôn nha, hai chốt inox, con này còn tem trên cán luôn. Con này là còn một con Giotto nha mọi người. Lưỡi 18.5, bản rộng 4.2 và độ dày con này là 2 ly. Và mã số 4 này bán giá 500 nha. Mã số 5 cũng là một con Giotto luôn, nhưng mà con này bản hơi nhỏ hơn con kia xíu. Con này DB thép VG luôn. Này cái nó cũng làm như con kia. Ngắn này, ở full tan hai chốt luôn. Đưa gần cho mọi người xem nha. Lưỡi 18.5, bản rộng 3.7 và độ dày con này là 2 ly. Và mã số 5 này em bán giá 450. Cái bản rộng của nó thua con kia tí nha mọi người. Mã số 6, đây là một con Giotto sử dụng thép giấy xanh nha mọi người. Đây có dập bên đây nè, chữ này luôn nè đó. Và bên đây có là hãng của nó nha. Con Giotto này là khẩu đúc liền khói nha mọi người. 3 chốt inox. Cái còn rất là, nói chung con này còn rất là đẹp nha. Còn một con Giotto. Lưỡi là 18, bản rộng 4 và độ dày con này là dày góc cán là 3.5 ly và mỏng dày trên mũi là cũng còn 1 ly nha mọi người. Nè, đưa cho mọi người nha. Và mã số 6 này bán giá là 1.350.000 nha. Mã số 7, đây là một con Giotto. Này là của hãng Masahiro nha mọi người, Masahiro. Con này còn mới nha mọi người. Khâu là khâu đúc liền khối, 3 chốt nè, còn tem trên cán luôn, 3 chốt inox nha. Rất là đẹp luôn. Lưỡi của nó là 20.5, bản rộng 4.2 và độ dày góc cán của nó là 2.5 ly và mỏng dày trên mũi là còn 1 ly nha mọi người. Và mã số 7 này bán giá là 750. Mã số 8, đây là một con Giotto luôn. Nhìn cái dáng thì giống như Santo nhưng mà không, nhưng mà tại vì nó dài vậy nè, em nghĩ là con Giotto nha mọi người. Đây, con này là nó là thép 3 lớp, ốp là lớp Nasashi nha mọi người. Nè, cái hình thức của ốp của nó vậy nè mọi người. Và đặc biệt con này là lỗi không rỉ luôn, thép bạc 3 nha mọi người. Em đã sử dụng rồi, trước Tết em đã sử dụng từ Tết á, em cũng test thử rồi. Không rỉ nha mọi người, cho nên em nó thép bạc 3 nha. Rồi, con này là cán gỗ, khâu của nó là khâu gỗ ổn định nha mọi người, chứ không phải sừng nha. Cho nên nó sử dụng thép bạc 3, thép tốt. Lọ thép bạc 3 thì em cũng có giới thiệu sơ xưa giờ là
Lò thép là độ bén của nó là tương đương với lại thép giấy xanh, và có một cái là nó kháng rỉ tốt, nó là không rỉ nhưng nó là kháng rỉ tốt nha mọi người. Đây ốp chữ của nó nha mọi người, khắc rất là đẹp nha. Đây nó chưa vô nước nhiều nha, em sử dụng cũng cũng kỹ lắm nha mọi người. Lưỡi là 18, ban rộng 4 và độ dày góc cán của nó là 4 ly, và mỏng dịch trên mũi là còn 1 ly nha mọi người. Và mã số 8 này bán giá là 1.250.000. Mã số 9, đây là một con Giotto. Con này là dòng chép chép lớn rồi. Này dài tới 27 lần. Đây là chữ của nó rồi mọi người. Hãng của nó là Manosi nè mọi người. Và nó cái tem nó còn cán nha. Sử dụng là khâu này là khâu đúc liền khói nha. Ba chốt đồng nha mọi người, ba chốt đồng. Đây. Mọi người xem nha. Đây là cái đường nhiệt liền của nó nha mọi người. Đó, nhìn là mọi người sẽ thấy liền. Lưỡi 27,5, bán rộng 5 và độ dày con này là 2 ly rưỡi, và mỏng dịch trên mũi là còn 1 ly, khoảng 1 ly rưỡi mọi người. Con này sử dụng bếp ong nha mọi người, cắt thịt tản. Ở nhà ai sử dụng cắt thịt tản hay là thích sử dụng dao dài cắt một đường thì con này rất là tuyệt vời. Và mã số 9 này em bán giá là 1 triệu mốt 50 nha. Mã số 9 1 triệu mốt 50. Mã số 10, đây là một cái lưỡi Giotto. Đây là một cái lưỡi Giotto. Đây, chữ nó bên đây nha mọi người. Đây. Đưa cho mọi người xem nha. Chữ của nó đây nha. Mọi người hãy về tra cán vô nha. Lưỡi là 24, bán rộng 4,2 và đôi giày con này là 4 ly nha. Và mã số 10 này em bán giá 650 cho cái lưỡi này. Mã số 11, đây là một con Usuba, thì con này là ba chữ nha mọi người. Con này nó thẳng ra là nó không có chữ. Em lấy về là không có chữ rồi. Khâu này là khâu inox nha mọi người. Cán bình thường thôi, cán ok thôi chứ không có đẹp. Khâu inox. Con này ba chữ, này là Usuba nha, đầu bằng Usuba đầu bằng, có hai loại Usuba đầu tròn, Usuba đầu bằng. Ở mặt sau của nó còn ám ám này, ám ám nha, không rỉ nha mọi người. Này là ám á. Em đọc kích thước nha. Lưỡi 18, bản rộng 4 và độ dày con này là 3 ly rưỡi, và mỏng dày trên mũi là cũng còn 2 ly nha mọi người. Và con này là ba chữ nha. Cho nên em bán giá là 380.000 cho con Usuba này nha, Usuba. Mã số 12, đây là một con dao gì em cũng không biết nữa, nhưng mà nó sử dụng thép giấy xanh nè mọi người. Đây dập chữ xanh và chữ nó dưới đây nha. Và cái này là thép ghép của nó là 10 hai lớp nha. Thì em nhìn nó giống dao ăn chậu á, nhưng mà con này á rất là bén nha, em có mài sơ rất là bén. Thì con này em nghĩ ai về mà mót nhọn nhọn nè mọi người, lóc 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 cực kỳ ngon luôn á, lóc với lóc thịt heo á, hoặc là nói chung là làm heo ra heo gì cũng cực kỳ đã luôn á. Tại vì nó sử dụng thép giấy xanh rất là bén, chứ ngoài ra em cũng không biết nó là do gì. Nhìn nó giống như dao ăn chầu á nè, xếp chữ xanh nè, dập chữ xanh đây nè, chữ này nha mọi người. Đó, lưỡi 10,5, bản rộng của nó 6 và độ dày góc cán của nó là 4 ly, và mỏng dịch trên mũi là cũng còn khoảng gần 3 ly nha mọi người, 2 ly rưỡi á. Và mã số 12 này bán giá 390, không biết dao gì nên bán ha. Và mã số 13 đây là một cây Takahuki, chữ này nha mọi người. Đó, Takahuki. Con này lưỡi thì còn rất là đẹp nha. Này, mặt sau nó cực kỳ đẹp luôn, nó còn vết xước của hãng luôn. Con này sử dụng là khâu sừng vàng nha mọi người, khâu sừng vàng. Nó có cái miếng tem nè, dán trên đây trên cán nè, nhưng mà bị dán gặm đây nè, em đưa kỹ cho mọi người xem nha, dán gặm nè. Đó, dán gặm ngay đây. Thì con này em đã tháo cán ra em vệ sinh rồi. Nó còn rất là đẹp nha. Đưa gần chữ cho mọi người xem nha. Lưỡi nó tới 27, bản rộng là 2 và độ dày của nó dày góc cán là 3 ly, và mỏng dày trên mũi là cũng còn gần 2 ly nha mọi người. Và mã số 13 này bán giá 700 cho cây Takahuki cắt bạch tuộc thôi nha. Mã số 14, bữa nay em có một cái búa. Đây cái rìu, lộn, đây cái rìu. Cây này rìu còn rất là đẹp nha mọi người. Đây nè, đường lượn lõi nè, thép ghép của nó nè mọi người đó, nhìn kỹ hai bên nè. Đó. Thì cái chữ chuyện của nó cũng rất là đẹp nữa nè. Mọi người thì bên đây còn rất là tốt, chưa có dấu hiệu của đập nó bị mớp hay là bị mẻ gì nhiều nha mọi người. Rồi hình thức bố, nhưng mà có một cái là cái cán của nó không có được đẹp, cho nên mọi người về thay cái cán khác vô. Em thấy trên mấy cái hội nhóm người ta bán cán rìu rất là đẹp, mình mua về cũng rẻ thôi, nhìn nó có độ cong, nhìn nó hài hòa rất là đẹp nha. Và em đọc cái thứ nha, lưỡi rìu này á, cái nguyên cái cán cái con rìu rìu này á là lưỡi của nó là bản rộng này là 12 nha, 12,5 nha mọi người. Và độ dày của nó đó, dày 2 xăng nha, dày 2 xăng. Và mã số 14 này em bán giá là 730.000 nha. Nè chữ nè mọi người. Đó, hai lớp thép của nó đó. 730.000.
Mã số 14 730 ngàn. Mã số 15, đây là một cây Nakiri. Thì lâu lâu em có mấy, nhưng mà cây này Nakiri của dòng Global nha mọi người. Và cây này là G81 nha mọi người. Nó bị lỗi cái đường halo, nó có mấy cái chấm đen đen nè mọi người. À, bên đây cũng vậy nè. Ngoài ra nó không bị lỗi gì nha mọi người, không ảnh hưởng gì hết. Rất là đẹp. Lưỡi là 18, bản rộng là 5 và độ dày con này là 2 ly. Và mã số 15 này em bán giá là 530 ngàn. Lâu lâu mới có mấy dòng Nakiri dòng Global này ít có nha mọi người. À, nó có halo nữa. Nó hơi chói á. Đó, em đưa về mọi người sẽ nhìn rõ hơn. 530 ngàn. Mã số 16, đây cũng là dòng Global và dòng này là G2 và dòng này là bị lỗi halo nha mọi người. Đúng ra nó không có halo nha, nó bị lỗi nè, đó. Nó làm halo hai bên nè. Nó còn mấy con này còn tem với lại còn logo đầy đủ nha. Cán của nó hình rất rất là đẹp, ngoài nó lỗi logo ra không bị lỗi gì hết. Lưỡi là 20, bản rộng 4.2 và độ dày con này là 2 ly nha mọi người. Và mã số 16 này bán giá 500. Mã số 17, đây là một cây Nakiri nhỏ của dòng Global và dòng là GS5 nha mọi người. Đây GS5, đó. Đây sử dụng thép là Coromova 18 nha. Con này thì bị ấm nhẹ đây thôi, ấm nhẹ thôi, không ngoài ra không bị gì hết. Lưỡi là 14, bản rộng 3.8 và độ dày con này là 1.5 ly nha mọi người. Và mã số 17 này bán giá 290. Mã số 18, đây là một cây cắt bánh mì của hãng Global dòng Ni. Đây mọi người xem ha. Đó. Dòng Ni đặc biệt, dòng Ni thì cán nó có gặp logo ở đây nha mọi người. Cán đẹp nha. Hơi ám nhẹ đi xíu ở đây thôi. Còn logo mọc đỏ của nó luôn. Lưỡi của nó là 21, bản rộng 3.2 và độ dày là 2 ly nha. Và mã số 18 này bán giá 300. Mã số 19, đây là một cây lóc của tay trái của Global và là Global Pro nha mọi người. Lóc tay trái nó hơi bị bay logo nha mọi người. Con này thì nó rỉ nè, nó rỉ đây nè. Chắc để lâu dưới nước nó rỉ nè. Đó. Đó, nám này nè. Cho nên nó không rỉ nhưng mà để lâu nhiều thời gian lâu á nó cũng rỉ nha mọi người. Cán thì nó đẹp nha mọi người, cán thì đẹp. Đó, nó chỉ bị vậy thôi, không ảnh hưởng gì nhiều nha mọi người. Này là lóc tay trái nha. Lưỡi là 14, bản rộng 3.5 và độ dày của nó là 3 ly nha mọi người. 3 ly. Mỏng về trên mũi còn 2 ly á. Và mã số 19 này em bán giá 380 nha, 380. Mã số 20, đây là một cái lóc của Global luôn mà dòng này là Global size hàng lỗi. Nó bị xước xước ở đây nè, cho nên không dập logo nha mọi người. Đây. Rất là đẹp nha. Global size thì đặc thù cái cán của nó nhìn vô là biết liền nha. Cán đậm nặng lắm. Lưỡi là 12, bản rộng 2.5 và độ dày của nó là 2 ly nha mọi người. Và mỏng dày trên mũi là còn 1 ly. Và mã số 20 này bán giá 470 ngàn. Mã 21, đây là một cây đề ba của Global dòng IST, không dập logo. Ngoài ra em không biết nó bị lỗi gì nhưng mà không dập logo. Có thể là chung một dây chuyền nó bị lỗi cho nên nó dục ra không dập logo nè. Đó. Cái này là tay trái luôn nha mọi người. Tay trái luôn nha. Tay trái ha. Lưỡi là 12.5, bản rộng 4 và độ dày con này là 2.5 ly. Và mã số 21 này bán giá 300 ngàn nha. Này là Global tay trái nha mọi người. Ít có nha. Em còn có một cây à. Nó bán giá 300. Mã số 12. Đây là một cặp dao Global Ni nè. Nhưng dòng này là lỗi nè. Không có logo nha mọi người. Không có logo ha. Hai bên không logo. Thì cái nào không logo em nói không logo. Hình thức còn rất là đẹp nha. Cán còn rất là đẹp. Đưa cán cho mọi người coi nha. Đó. Này là con Betty nè. Này là con dạng giống như Karisuke dòng dừa dừa nè. Đây nó hơi bị lỗi, nó mám tí thôi. Em đọc kích thước nha. Con lớn là 15, bản độ dài 15, bản rộng 3.5 và độ dày là 2 ly. Còn con nhỏ đó là bản rộng dài là 11.5, bản rộng là 2.7 và độ dày con này là 1.5 ly. Và con cặp này em bán giá là 490 ngàn nha. Con cặp Global này 490. Em có mấy bộ dao rồi em gom bán. Và cặp số 23. 23 này là em bán cặp này là cây này là cây Nakiri. Cây Nakiri này là không rỉ nè mọi người. Bán rỉ nha, bán rỉ thép nguyên khối bán rỉ. Chữ của nó đây mọi người, đây là khâu nhựa nha. Cán là cán chữ D nha mọi người. Khâu nhựa cán chữ D.
chữ nó đây, mặt sau nó đây, con này còn nói chung là tình trạng còn đẹp. Có cái góc cán này nó hơi vô nước nè, em sẽ vô keo cho mọi người. Còn con này là con Yanagi-Ba của hãng Maguru, của hãng Kai. Đây. Sakai Maguru ha. Này Yanagi-Ba. Để em đọc sơ kích thước nha. Em quên đọc kích thước cặp này cho mọi người. Em đọc kích thước sơ cho mọi người nha. Thì con Nakari á, độ dài của nó là 16, bản rộng của nó là 5 và độ dày của nó chỉ có 1 ly thôi nha mọi người. Còn con Yanagi-Ba thì độ dài của nó là tới 19,5, bản rộng là 2,8 và độ dày của nó là 2 ly rưỡi. Đó, cặp này nha. Rồi cặp này em bán giá 470 ngàn nha, 470 ngàn, 470 ngàn. Con này thì nó hơi ấm nhẹ đây nha mọi người. Cán tình trạng con hai con này là cán ok thôi, không có đẹp nha mọi người. Cái này là dính nước nha mọi người, thấm nước á, thấm nước á. Em rửa thấm nước á. 470. Rồi cặp số 24. Đây là một cặp nè, cây này là đẹp nha. Này là Yanagi-Ba nè, Yanagi-Ba. Con này còn rất là đẹp luôn. Và con này là con đề ba của hãng Sakamaguru này. Đúng ra là, nhưng mà em lấy chung cặp này nè, đề ba của Sakamaguru nè, đó đẹp nha. Em đưa cho mọi người xem trước rồi đo kích thước này đó, cái của nó cũng có nhiều nước nha. Còn con này là Yanagi-Ba này đây, chữ nó có mặt chữ sao nữa nha, không nhựa hết, đều không nhựa hết nha. Rồi em đọc kích thước nha, sơ cái thôi. Con đề ba thì con này đề ba mini nha. Thì cặp này là cặp mini cho gia đình sử dụng làm cá với lề sashimi nè. Lưỡi là 10, bản rộng là 3,5 và độ dày góc cán con này 6 ly nha, đề ba 6 ly. Còn con Yanagi-Ba thì lưỡi của nó con này được tới 20, bản rộng là 2,8 và độ dày góc cán nó là 3 ly rưỡi và mỏng dày trên mũi rồi cũng còn 2 ly rưỡi rồi mọi người. Rồi cặp này em bán giá là 550 ngàn nha. Cặp số 24 bán giá 550 ngàn. Cặp số 25, đây là mấy con đề ba lười dọn nè. Trước Tết em làm cặp này còn chữ hết nha mọi người. Đây có chữ hết nha mọi người, đây có chữ hết luôn. Em có chà cái lưỡi nó lại rồi. Nè. Này, mọi người nhìn nha. Thì đặt mặt đằng sau nó hơi ám, không có đến nỗi nào mà rỗ nhiều nha mọi người, hơi ám thôi. Một con này là khâu inox, một con này là khâu nhựa nha mọi người. Thì để em đo kích thước sơ cho mọi người xem ha. Con này đề ba này thì lưỡi của nó là 11,5, bản rộng là 3,5 và độ dày của nó tới 7 ly nha, con nhỏ 7 ly. Còn con lớn là lưỡi của nó là 10-15, bản rộng là 4 và độ dày góc cán của nó là 6 ly. Đó. Rồi cặp này em bán giá 370 ngàn nha. Cặp này 370 ngàn. Lựa dọn cho nên em bán cho mọi người dọn ha. Cặp 25 370. Cặp 26. Đây cũng cặp đề ba luôn. Thì hai con này con khâu động, con khâu inox nha. Thì con này thì có chữ nha mọi người. Con này thì có chữ. Còn con bên đây thì không thấy chữ nha mọi người, không thấy chữ. Để em đo kích thước nha. Con to thì kích thước lưỡi của nó là 16, kích thước á, con to lưỡi kích thước 16 nè. Bản rộng của nó là 4,5, độ dày thì con này chỉ có 3 ly rưỡi thôi, con này mỏng 3 ly rưỡi. Còn con dày hơn thì lưỡi của nó là 14,5 và bản rộng của nó là 4,3 và độ dày góc cán con này là 6 ly nha. Rồi con khâu inox, con khâu đồng nha mọi người. Rồi cặp này em bán giá là 350 nha. Cặp này thì bán 350, con không có chữ nên bán 350. Rồi cặp số 27 là cặp Betty nha mọi người. Cặp dao Betty của dọc của Takayuki nha mọi người. Một con nè, đó mọi người xem nè, Takayuki nóc. Con này là chữ bên đây. Con này là Takayuki. Sakai Takayuki nha mọi người.
đều là của Takayuki nha. Để em đo kích thước nha, hai con này nó xem nha thôi. Thì con to là lưỡi của nó là 10. Mười hai, bản rộng 2,5 và độ dày con này là 1,5 ly. Còn con nhỏ là kích thước của nó là lưỡi 11,5, bản rộng là 2, bản rộng là 2 và độ dày của nó chỉ có 1,5 ly luôn, độ dày bằng nhau. Rồi cặp này em bán giá là 390 nha, cặp Betty này nhỏ này bán 390, cặp Betty nhỏ bán 390, 27 bán 390. Rồi số 28 là combo ly gồm 5 cái, là ly này là ly giữ nhiệt và dung tích là 300 ml, giữ nhiệt cực kỳ ngon luôn mọi người, rất tết. Vừa rồi em bán rất là nhiều, nói chung thì cái này là em còn lâu rồi của năm trước á, bây giờ em cũng chỉ còn ít thôi, thì qua tết em muốn bán cho hết. Rồi một combo này gồm có 5 cái, em bán giá là 320.000 ha. Và một cái nữa em giới thiệu sơ là cái ly này đặc biệt cái là nó giữ nhiệt khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Đợt tết á em cũng có để nhà, dành ở nhà uống bia, hầu như trước giờ em cũng để nhà uống bia. Và cái đặc biệt nó không có ra cái nước mồ hôi ở ngoài cái ly nha mọi người, dù nó lạnh cỡ nào ở nó cũng không ra nha, rất là tốt nha mọi người. Và chữ dưới đáy của nó, dưới đây của nó có chữ của Nhật đen đàng hoàng nha mọi người. Tại đợt trước em giới thiệu em cũng quên đưa cho mọi người á, có mấy anh chị về mấy anh chị hỏi á, thì em mới chỉ cho mọi người là dưới đáy nó có chữ dưới đây ha. Rồi ok, combo này gồm có 5 cái 320.000 nha. Và cái ly này á, tại vì nó xếp chồng lên nhau á, cho nên mỗi cái nó hơi có cái ngấn tí xíu chạy đi. Nó cũng phải là chạy nhưng mà nó xước lên tí xíu nha mọi người, nên anh chị thông cảm cho em ha. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Video của em tới đây cũng đã kết thúc rồi. Em cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và mọi người nhớ like, subscribe kênh của em giúp em gắn nha, giúp cho kênh của em càng ngày càng phát triển. Em cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại.